Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sơ ghi nha, cỡ lớn của bên trung tâm cây giống đây. Đây là cây giống nè, có những cái cây nó đang có hoa luôn nè. Đây hàng hoa này ha, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái hoa nó ra cái màu rất là đẹp nha, bên trong có cái nhị nữa nè. Cây này hoa nhiều lắm, có trái hết là hai vụ rồi, có trái hai vụ rồi. Bên Ly mới tiến hành bứng lên hôm nay dâm ủ lại cây nó đang có hoa, thì Ly cũng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị là chúng ta thích trồng cái cây sơ ghi nha. Trồng vườn á, cây sơ ghi khi nó có trái thì nó sẽ ra cái màu xanh khi nó còn sống nha, khi nó chín thì nó có màu vàng ửng lên cái màu hơi đỏ đỏ một tí xíu, nhìn nó cũng rất là đẹp, ăn cũng rất là ngon nha bà con. Sơ ghi thì chúng ta cũng có thể là trồng chậu được nè, sơ ghi trồng chậu được nha, với điều kiện là chúng ta trồng cái chậu nó hơi to hơn tí xíu. Còn cô chú anh chị thì chúng ta trồng đất thì nó sẽ ok hơn. Thì bên Ly có dạng cây lớn giống như thế này, lấy về có trái ngay. Ê, cây có trái luôn rồi nè, đó đây có trái luôn nè quý bà con chúng ta nhìn thấy không, đây là cái trái sơ ghi nè, đó cái trái sơ ghi nè, đó cái trái sơ ghi chỗ này nè quý bà con chúng ta nhìn thấy rõ không, đó cái trái sơ ghi ha, khi chưa chín nha, già lắm rồi, cây nó có trái hết rồi, chúng ta về dâm xuống đất ha, khoảng thêm 3 tháng 4 tháng nữa thôi là cái cây của mình nó có trái nhiều lắm, từ khi đậu bông tới khi mà chúng ta thu hoạch được là thời gian nó cũng rất là ngắn, nó không có quá xa đâu. Rụng nữa kìa, có trái rụng nha, chín rụng kìa, đó chín thì nó sẽ màu đỏ giống như thế đó. Đó, cái trái rụng dưới đất đó quý bà con chúng ta thấy không, nhiều khi nó còn nằm lùm lùm ở bên trong, nhiều khi bên trung tâm cây giống cũng không thấy rõ nữa. Sơ ghi chín rụng đất luôn rồi. Cái bên thì có thêm một kích cỡ này thì bên Ly cắt bonsai lại, cắt bonsai lại cho nó nhỏ hơn tí xíu á, quý bà con chúng ta về trồng á thì nó sẽ tia nhánh ra nha. Cái dòng sơ ghi này nó rất là nhanh ra đọt nha bà con, nó rất là nhanh ra đọt, nó trồng nó có trái ở ngoài theo cái những cái nách lá này nè, cái cuốn trái nó ra theo cái những cái nách lá này nè, trái sai lắm. Một cái cây của mình trồng mà khi cái cỡ lớn á là trái xum xơi, trái quanh cây luôn nha bà con, nhìn nó rất là đẹp, nó rất là xinh nha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sơ ghi để mình trồng vườn nè, trồng cây ăn quả ha bà con, đặc biệt là có thể là trồng chậu được luôn nha. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly có ship hàng toàn quốc giao tại nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.